Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 21 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm nay 21 tháng 11 thì ở khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi từ 10 cho tới 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ ngày mai 22 tháng 11, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế thì trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 tới 18 độ. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ ngày mai 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh hay là ở Quảng Bình phổ biến từ 50 cho tới 100mm, có nơi trên 100mm. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thì lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 200mm, có nơi thì trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Thời tiết mưa rét sẽ làm ảnh hưởng đến diện tích trồng rau màu, đặc biệt là diện tích rau màu của bà con ở vùng cao. Chính vì vậy, bà con cần có những biện pháp khắc phục cụ thể như sau. Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch thì cần khẩn trương thu hoạch ngay. Đối với nhóm rau ăn lá thì cần che chắn bằng ni lông trắng để tránh mưa rét. Tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cây trong những ngày rét đậm. Ngoài ra thì cũng cần phải lưu ý là bón thêm phân kali, phân lân và giảm bón phân đạm, phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học để cây khỏe mạnh và tăng cường khả năng chống rét. Những ngày có sương muối giá buốt thì dùng thùng ozoa hay là vòi bơm tưới phun nước trên mặt lá làm rụng tan hạt sương, tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua. Tỉa thưa hợp lý cành nhánh, nhất là đối với cây cà chua, làm bộ tán thông thoáng và hạn chế sâu bệnh hại. Tiến hành thụ phấn nhân tạo, thụ phấn bổ sung cho các loại rau ăn quả như là cà chua hay là bí đỏ. Còn đối với những loại rau màu như là hành, ớt hay cà chua, khoai tây, bắp cải, su hào hay là súp lơ thì khi thời tiết có rét đậm cũng cần phải tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng cho rau màu từ 5 đến 10 ngày một lần để tăng khả năng chống chịu rét cũng như là sâu bệnh gây hại. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.